Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 10 đã ra lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đức đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình sau khi giành chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia. Chiến thắng của tuyển Đức càng trở nên ngọt ngào hơn khi ở trận đấu cùng giờ, Romania đã đánh bại Armenia với tỷ số 1-0. Sau 8 lượt trận, Đức có 21 điểm, hơn nhóm bám đuổi tới 8 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa. Do đó, Đức chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 bên cạnh nước chủ nhà Qatar. Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu tính đến ngày 12 tháng 10 như sau. Tại bảng A, Serbia dẫn đầu với 14 điểm sau 6 trận, đứng thứ hai là Bồ Đào Nha 13 điểm sau 5 trận, xếp thứ ba là Luxembourg 6 điểm, đứng thứ tư là Ireland 5 điểm, cuối cùng là Azerbaijan 1 điểm. Tại bảng B, Tây Ban Nha dẫn đầu với 13 điểm, đứng thứ hai là Thụy Điển 12 điểm, Hy Lạp đứng thứ ba với 9 điểm. Tại bảng C, Italia dẫn đầu với 14 điểm, Thụy Sĩ đứng thứ hai với 11 điểm, Bắc Ireland đứng thứ ba với 5 điểm, Bulgaria đứng thứ tư với 5 điểm, Litva đứng thứ năm với 3 điểm. Ở bảng D, Pháp dẫn đầu với 12 điểm, Ukraine đứng thứ hai với 8 điểm, Bosnia đứng thứ ba với 6 điểm, Phần Lan xếp thứ tư với 5 điểm, Kazakhstan đứng thứ năm với 3 điểm. Ở bảng E, Bỉ dẫn đầu với 16 điểm, xếp thứ hai là Cộng hòa Séc 11 điểm, Slovenia đứng thứ ba với 11 điểm, Estonia đứng thứ tư với 4 điểm, đứng thứ năm là Belarus 3 điểm. Tại bảng F, Đan Mạch dẫn đầu với 21 điểm, xếp thứ hai là Scotland 14 điểm, Israel đứng thứ ba với 10 điểm, đứng thứ tư là Áo với 10 điểm. Tại bảng G, Hà Lan dẫn đầu với 19 điểm, Na Uy đứng thứ hai với 17 điểm, Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ ba với 15 điểm, Montenegro đứng thứ tư với 11 điểm, Latvia đứng thứ năm với 5 điểm, Gibraltar đứng thứ sáu với 0 điểm. Ở bảng H, Nga dẫn đầu với 19 điểm, đứng thứ hai là Croatia 17 điểm, Slovakia đứng thứ ba với 10 điểm, Slovenia đứng thứ tư với 10 điểm. Ở bảng Y, tuyển Anh dẫn đầu với 19 điểm, Albania đứng thứ hai với 15 điểm, Ba Lan xếp thứ ba với 14 điểm, Hungary đứng thứ tư với 10 điểm, Andorra đứng thứ năm với 3 điểm, San Marino đứng cuối với 0 điểm. Ở bảng G, Đức dẫn đầu với 21 điểm, Romania đứng thứ hai với 13 điểm, Bắc Macedonia đứng thứ ba với 12 điểm, Armenia đứng thứ tư với 12 điểm, Ireland đứng thứ năm với 8 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.